Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Như vậy là cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tổng thống tại Hoa Kỳ đã có kết quả với việc Đảng Dân Chủ lần đầu tiên kiểm soát Hạ viện sau 8 năm. Xưa nay thì chính giới Hoa Kỳ vẫn coi cuộc bầu cử này như một bài kiểm tra đối với khả năng lãnh đạo đất nước của Tổng thống. Vậy thì sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Donald Trump cũng như chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ? Đó sẽ là những nội dung được bình luận, phân tích trong chương trình Người Quan sát tuần này. Xin được giới thiệu các vị khách mời, giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và phó giáo sư tiến sĩ Cù Chí Lợi, viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước tiên xin mời hai vị khách mời và quý khán giả cùng theo dõi một clip nhìn lại những điểm quan trọng, đáng chú ý của cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tổng thống tại Hoa Kỳ. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, cứ 2 năm một lần và vào các năm chẵn, cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. Chính giới nước này coi đây là một bài kiểm tra với khả năng lãnh đạo đất nước của tổng thống, nhưng cũng là một cuộc thi đấu giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Trong ngày bầu cử này, cử tri Hoa Kỳ sẽ đi bầu 1/3 số thượng nghị sĩ liên bang, toàn bộ 435 hạ nghị sĩ liên bang cùng 6 nghị sĩ đại diện cho Washington DC và 5 vùng lãnh thổ chưa hợp nhất, gồm Guam, Puerto Rico, American Samoa, Bắc Mariana và quần đảo Virgin. 36 trên tổng số 50 thống đốc bang, chức thị trưởng, hội đồng thành phố, thị trấn. Hệ thống tổ chức chính quyền liên bang, bang và cách thức bầu các chức danh nắm những vị trí trên ở Hoa Kỳ được đánh giá là một trong những hệ thống phức tạp nhất thế giới. Ngoài chi phí kỷ lục cho bầu cử được dự đoán vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ, số cử tri đi bỏ phiếu cũng cao hơn so với các cuộc bầu cử giữa kỳ trước đó. Theo Tổ chức Dự án Bầu cử Hoa Kỳ, 38,8 triệu dân Hoa Kỳ đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử mùng 6 tháng 11. Vượt qua con số 27,4 triệu người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, số lượng đại diện nữ được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ lần này đạt con số kỷ lục. Số phụ nữ tham gia cuộc đua lần này cao gấp 2 lần so với năm 2016, với phần lớn đến từ Đảng Dân Chủ. Tính đến thời điểm này, có 116 đại diện nữ của các bang đã được bầu vào Quốc hội và vị trí thống đốc bang. Trong số những phụ nữ đầu tiên được bầu vào Quốc hội, có 2 phụ nữ Hồi giáo và 2 phụ nữ gốc thổ dân châu Mỹ. Cuộc bầu cử giữa kỳ không chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý với Tổng thống Donald Trump, mà nó còn là bài kiểm tra cho những cái tên sáng giá của Đảng Dân Chủ cho vị trí ứng viên Tổng thống tiếp theo của đảng này. Một Hoa Kỳ chia rẽ đã được thể hiện rõ rệt sau kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ 2018. Không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, Đảng Dân Chủ đã giành được 220 ghế Hạ viện, vượt qua tổng số ghế cần thiết để chiếm thế đa số, 218 trên 435 ghế, qua đó chính thức giành quyền kiểm soát Hạ viện. Trước đó, cuộc bầu cử Thượng viện cho kết quả Đảng Cộng Hòa giành được 51 ghế, bảo toàn được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này, trong khi Đảng Dân Chủ chỉ giành được 44 ghế. Với việc Đảng Dân Chủ giành thế đa số tại Hạ viện, chặng đường 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump được dự báo là sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với nửa đầu nhiệm kỳ, khi phe Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội. Điều này cũng báo hiệu sự giằng co trong tiến trình thông qua các chính sách quan trọng khi những quan điểm và ưu tiên của hai đảng luôn trong tình trạng đối đầu. Áp lực sẽ đến với ông Donald Trump từ nhiều vấn đề đối nội như chương trình cải cách y tế, chế độ nhập cư và thuế, kiểm soát súng đạn, và đặc biệt là chính sách Hoa Kỳ trước tiên của ông. Giới quan sát nhận định, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ sẽ tận dụng thế đa số mới để đảo ngược những gì mà họ cho là cách tiếp cận theo chủ trương không can thiệp của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa với chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump và sẽ thúc đẩy biện pháp ứng phó cứng rắn hơn với Nga, Ả Rập Xê Út và Triều Tiên. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ. Tổng thống Donald Trump thì đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình gọi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ là một thành công rực rỡ
Vậy thì ông bình luận như thế nào về phát biểu này của ông Trump ạ? Tôi đồng ý với cái nhận định này của Tổng thống Donald Trump. Nếu mà nói về một cái cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, từ góc độ của Tổng thống Donald Trump được coi là thành công. Đấy là thứ nhất về cái số lượng cử tri tham gia. Thì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên một cái lượng cử tri rất là lớn đã tham gia vào cái cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Nó thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với cái nền chính trị Mỹ. Và chính sự quan tâm đấy cho thấy rằng là Tổng thống Donald Trump cũng đang là cái tâm điểm chú ý của cái nền chính trị Mỹ. Họ muốn biết xem là sau 2 năm cầm quyền thì ông ấy có nhận được nhiều sự gọi là quan tâm hay không. Thì chính sự tham gia đó là sự quan tâm. Thứ hai, từ cái góc độ gọi là tài chính thì cũng vậy. Tôi nghĩ rằng là mỗi một đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều chi một cái khoản tiền rất là lớn, là 5,2 tỷ đô la cho cái việc mà vận động. Thế rồi thì cho những chi phí liên quan tới bầu cử cũng rất là quan trọng. Điểm thứ ba tôi nghĩ quan trọng hơn nếu mà từ góc độ của Tổng thống Donald Trump, đấy là Đảng Cộng Hòa tiếp tục nắm giữ cái gọi là sự thống trị ở Thượng Viện, đó là cơ quan gọi là lập pháp cao nhất, có quyền hành cao nhất. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái biểu hiện, một trong cái bằng chứng cho thấy rằng là cái sự tín nhiệm của ông trong con mắt của cử tri Mỹ vẫn tiếp tục được khẳng định. Thế và điều cuối cùng thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái chỉ số rất là quan trọng liên quan tới cái tăng trưởng kinh tế, đúng không? Rồi thì cái chỉ số về thất nghiệp. Tất cả những chỉ số này đều cho thấy rằng là nước Mỹ thực sự đã thoát ra khỏi cái cuộc khủng hoảng kinh tế và đã có một cái sự ổn định trong cái vấn đề kinh tế của mình. Thì đấy là những điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng là ông cho rằng đấy là một sự thành công. Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Củ Chí Lợi, với vai trò của Thượng viện và Hạ viện thì kết quả của bầu cử này sẽ có tác động như thế nào đối với cái thời gian 2 năm cầm quyền còn lại trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump ạ? Thì kể từ cái cuộc bầu cử Tổng thống 2 năm 2016 cho đến nay, thì chính trường nước Mỹ hoàn toàn bị chi phối bởi Đảng Cộng Hòa. Thì có lẽ là đây là cái thời điểm mà khi mà Đảng Dân Chủ giành lại cái quyền kiểm soát Đảng Hạ Viện, thì tôi nghĩ rằng là cái cân bằng quyền lực về mặt chính trị ở nước Mỹ sẽ được phục hồi. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là những cái chính sách hoặc là những quyết sách tiếp theo của Tổng thống cũng như là những chính sách ban hành của bên ngành hành pháp nó sẽ có một sự cân bằng. Còn quan điểm của tiến sĩ Phạm Quang Minh là như thế nào? Vâng, tôi nghĩ thì trong cái thời gian tới có lẽ là nền chính trị Mỹ cũng vẫn tiếp tục đấy, ở trong một cái gọi là tình trạng có thể nói rằng là kiểm soát và đối trọng. Chúng ta biết rằng bản chất của một cái thể chế chính trị, của một cái nền chính trị gọi là thể chế theo thể chế tổng thống, thì luôn luôn đấy là cái cuộc đấu tranh giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp, đúng không? Ở cái thể chế tổng thống này thì tôi nghĩ rằng là ông Donald Trump đương nhiên là phải đối đầu với quốc hội. Ở đây thì tôi đúng đồng ý với tiến sĩ Củ Chí Lợi ở chỗ, tức là bây giờ thì trong cái quốc hội thì cái hạ viện bây giờ nó đã thuộc về cái quyền kiểm soát của Đảng Dân Chủ rồi. Thì như vậy cái sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn. Ví dụ như chẳng hạn trong chính sách đối nội, đấy là vấn đề bảo hiểm xã hội, đúng không? Bảo hiểm sức khỏe, vấn đề Obamacare chẳng hạn, hay là trong chính sách đối ngoại, đấy là những vấn đề quan hệ với Nga như thế nào, quan hệ với Trung Quốc như thế nào, hồ sơ Iran hay là hồ sơ của Bắc Triều Tiên như thế nào, đều là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng là không dễ dàng Tổng thống Mỹ có thể gọi là thông qua được một cách nhanh chóng. Rồi cả vấn đề nhập cư nữa, đúng không? Chúng ta đều thấy đây là những vấn đề mà có thể nói rất là vô cùng quan trọng. Cho nên trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là cái thách thức có thể sẽ nhiều hơn đối với Tổng thống Mỹ. Vâng, thưa tiến sĩ Củ Chí Lợi, theo dõi cái diễn biến của cuộc bầu cử thì ông nhận thấy những nhóm cử tri nào đang nghiêng về phía Đảng Dân Chủ để dẫn tới cái thắng lợi của đảng này tại Hạ viện ạ? Tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng chi phối lớn nhất cho đối với kết quả bầu cử đó là những chính sách của Tổng thống trong thời gian qua ảnh hưởng đến nhóm dân cư nào, nhóm nào được lợi và nhóm nào bất lợi. Thì tôi nghĩ rằng là nhìn trên cái góc độ đó thì tôi nghĩ rằng là một số cái nhóm dân cư mà có cái bị bất lợi trong cái chính sách gần đây của ông Donald Trump thì sẽ là ủng hộ cho cho Đảng Dân Chủ. Thì những nhóm dân cư đó thì tôi nghĩ rằng là đó là những người ví dụ như gốc Phi, có thể là gốc Mỹ Latin, rồi có thể là những người gốc Á, rồi những người tầng lớp dân cư có cái tầng lớp thu nhập nó thấp hơn, gọi là cái tầng lớp thu nhập trung bình. Thì những người đó thì trong thời gian vừa qua thì chính sách của ông Donald Trump là có vẻ bị gây cho họ có những cái bất lợi.
tức là những chính sách ví dụ như là về an sinh xã hội mà ông Donald Trump đã cố gắng là dỡ bỏ cái chính sách Obamacare của cái người tiền nhiệm, thì khi mà chính sách đó mặc dù là chuyện này là chưa thành công lắm nhưng mà ông vẫn nhằm vào cái hướng đó, thì trong tương lai thì nếu mà chính sách cái quyết tâm của ông Donald Trump mà thực hiện thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đối với chiếm bảo hiểm, ai sẽ mua bảo hiểm cho họ và họ sẽ mua bảo hiểm như thế nào. Thì tất cả câu chuyện đó thì họ nhìn thấy trong chính sách đó thì họ bất lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái nhóm dân cư mà họ sẽ ủng hộ những cái người của Đảng Dân Chủ. Cũng như là cái chính sách về nhập cư chẳng hạn. Chính sách nhập cư thì ai là người nhập cư? Thì tôi nghĩ là những người nhập cư chính vẫn là ở cái khu vực Mỹ Latin, rồi những người có thể châu Á vẫn sang đó. Thì tôi nghĩ rằng là những cái nhóm đó thì trong cái chính sách của Donald Trump thì có thể rất chặt chẽ và còn không những là ngăn chặn cái dòng nhập cư mà còn có trục xuất cả những cái người mà hiện nay đang sống đó, mặc dù họ đã sống ở đây rất là lâu. Thì tôi cho rằng là cái nhóm đó thì họ nhìn cái chính sách về lâu dài của ông Donald Trump là cái gì đó nó không có gì lợi cho họ cả. Thì tôi cho rằng đó là cái nhóm mà họ ủng hộ những người Đảng Dân Chủ. Có thể thấy giải pháp cho vấn đề người nhập cư, chính sách y tế rồi là việc kiểm soát súng đạn vốn là những cái vấn đề có mâu thuẫn lớn giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Vậy thì theo tiến sĩ Phạm Quang Minh, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ giải quyết các cái vấn đề như thế nào trong thời gian tới? Tôi nghĩ rằng là nói về cái dự báo những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì thực sự vô cùng khó. Chúng ta biết rằng là ông là cái người mà khó đoán định. Kể từ khi ông lên cầm quyền đúng là trong vòng 2 năm qua thì có thể thấy rằng là những quyết định ông đưa ra hầu như không ai biết được trước. Nên là đúng bây giờ chúng ta nói là liệu có thể dự báo được về những cái chính sách trong thời gian sắp tới không ấy, thì tôi nghĩ rằng là đối với ông Donald Trump có lẽ cái điều mà không thay đổi đối với ông ấy đấy chính là cái gọi là chính sách nước Mỹ trước tiên, nước Mỹ trên hết, là ông ấy vẫn sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ là như vậy. Về cái điều này đã được ông ấy tuyên bố trong cái quá trình tranh cử và trong 2 năm vừa qua, thì tất cả những chính sách của ông hầu như dường như đều tập trung xoay quanh cái chuyện là nước Mỹ trước tiên, nước Mỹ trên hết. Thế vì vậy thì nếu như mà chúng ta căn cứ vào điều đó thì có thể nói rằng là vấn đề nhập cư chắc chắn là cũng vẫn sẽ là tiếp tục chúng ta thực hiện cái chính sách gọi là siết chặt cái dòng người nhập cư. Đấy. Có thể là sẽ là cái mức gọi là thấp hơn, bởi vì chúng ta biết rằng bây giờ thì Đảng Dân Chủ đã nắm cái quyền kiểm soát ở Hạ viện rồi, cho nên họ cũng không dễ dàng cho phép chúng ta đưa ra những quyết định. Đấy, ví dụ như cái quyết định gần đây nhất chẳng hạn, ông ấy thách thức cái điều ghi trong hiến pháp đấy là bỏ cái điều là cho phép những đứa trẻ mà sinh ra trên đất Mỹ thì được hưởng ngay cái quyền công dân Mỹ, thì ông nói là ông sẽ bỏ cái điều này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì chắc chắn điều đấy khó có thể thực hiện được. Thứ nhất là về mặt pháp lý thì nó là một điều thuộc về hiến pháp, mà thay đổi hiến pháp thì nó phải có một cái quy trình rất là chặt chẽ, chứ không thể chỉ bằng một cái quyết định của Tổng thống. Và chắc chắn thì Đảng Dân Chủ cũng sẽ có cái tiếng nói phản đối. Hay là về vấn đề về gọi là bảo hiểm xã hội cũng vậy, bảo hiểm sức khỏe cũng vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cái di sản của Tổng thống Barack Obama nó có ý nghĩa đối với những cái tầng lớp mà thu nhập mà thấp, đúng không? Hay là những người mà gọi gặp nhiều cái khó khăn ấy. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng không dễ dàng có thể bị loại bỏ. Đúng không? Mà ngay cả những người thuộc Đảng Cộng Hòa, tức là cùng Đảng với Tổng thống Donald Trump còn phản đối, đúng không? John McCain, người đã qua đời cách đây một cái thời gian ngắn, thì đã từng phản đối về cái quyết định của Tổng thống Donald Trump khi ông định loại bỏ cái điều đó, đúng không? Và tôi nghĩ là những vấn đề khác cũng vậy. Nhưng mà như đã nói rồi thì cũng khó có thể có những cái điều gọi là chúng ta dự báo được chính xác. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và trước khi tiếp tục chương trình với những phần bình luận tiếp theo, kính mời quý khán giả và hai vị khách mời cùng theo dõi clip sau về phản ứng của dư luận quốc tế trước kết quả của cuộc bầu cử. Hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đăng tải các bài báo bình luận về kết quả cuộc bầu cử này. Chỉ số chứng khoán châu Á cũng có sự biến động lớn ngay khi kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ được công bố. Thời báo Washington Post nhấn mạnh kết quả bầu cử giữa kỳ là điều có thể dự đoán trước được, và rằng trong tương lai sẽ có nhiều cuộc tranh cãi xảy ra hơn trên chính trường Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đã kiểm soát tuyệt đối Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Cụ thể, trong 22 tháng cầm quyền kể từ khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump chỉ tập trung vào những ưu tiên chính trị duy nhất là duy trì sự ủng hộ của những cử tri nền tảng mà xa lánh các cử tri khác. Tại một quốc gia chia rẽ như Hoa Kỳ, phương pháp của ông Trump khiến khối cử tri ủng hộ ông càng dành sự yêu mến với ông, qua đó giúp Đảng Cộng Hòa mở rộng số phiếu ở Thượng viện.
Tuy nhiên, chiến lược của ông Trump nhắm vào phe đối lập và người di cư lại góp phần giúp Đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát ở Hạ viện. Một số tờ báo còn lên tiếng cảnh báo về những khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump trong 2 năm tới khi Đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát ở Hạ viện sau 8 năm qua. Cũng chung nhận định, kênh truyền hình CNN cho rằng chiến thắng của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẽ góp phần kiểm soát nhánh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, đồng thời phá vỡ thế độc quyền của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Chính phủ Nhật Bản cũng ngay lập tức có phản ứng về kết quả bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ. Tuyên bố trước báo chí, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh kết quả bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ không tác động tới quan hệ song phương Nhật Bản-Hoa Kỳ. Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ ngay lập tức tác động trực tiếp tới thị trường chứng khoán. Sắc xanh đã ngập tràn tại hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ giữa nhiệm kỳ đã ngã ngũ. Chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông Trung Quốc tăng 1,2% lên 26.427,31 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải Trung Quốc tăng 0,3% lên mức 2.666,28 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường chứng khoán khác, trong đó có Tokyo, Seoul, Sydney với mức tăng lần lượt là 0,7%, 0,5% và 0,2%. Theo tiến sĩ Phạm Quang Minh, với việc Hạ viện nằm trong quyền kiểm soát của Đảng Dân Chủ, thì chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ có thể có những thay đổi gì trong thời gian tới, nhất là những cái vấn đề liên quan đến quan hệ với Nga và vấn đề hạt nhân của Triều Tiên? Như đã nói rồi, thì trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm vừa qua, cái điểm nổi bật mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thấy đấy là cái việc mà ông ấy ủng hộ cái gọi là cái nước Mỹ trên hết, cái nước Mỹ trước tiên, cho nên ông ấy rút hầu như ra toàn bộ ra khỏi tất cả các cái hiệp định thương mại hoặc là các hiệp định đa phương, đúng không? Đầu tiên là rút khỏi hiệp định TPP, đối tác xuyên Thái Bình Dương, rồi rút khỏi hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris, rút khỏi hiệp định P5+1 với Iran, vân vân và vân vân, để thấy rằng là nước Mỹ không ủng hộ một cái chủ nghĩa đa phương. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục kinh mạch này ấy, thì có thể thấy rằng là có lẽ là Mỹ vẫn thực hiện một cái đường lối gọi là đề cao nước Mỹ, áp dụng cái phương thức gọi là thực dụng, cái gì Mỹ có lợi thì vẫn sẽ làm, đúng không? Còn cái gì không có lợi thì là Mỹ sẽ rút ra, như những cái dẫn chứng vừa mới nói. Riêng với Nga thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ vẫn là một cái điều khó khăn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi vì chúng ta biết rằng với Nga từ đầu đến giờ thì cái câu chuyện, một trong những câu chuyện mà ảnh hưởng nhiều nhất đấy là vấn đề Ukraine, vấn đề Crimea, đúng không? Rõ ràng ở đây thì tôi nghĩ rằng mặc dù là Đảng Dân Chủ kiểm soát cái Hạ viện, nhưng tôi nghĩ rằng là họ lại đồng nhất quan điểm với Tổng thống Donald Trump là vẫn tiếp tục cái chính sách gọi là cứng rắn đối với Nga trong vấn đề này, không công nhận cái việc đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy thì với Nga có lẽ là cái chuyện khác mâu thuẫn ở đây chính là cái việc sự can thiệp của Nga vào trong cái vấn đề bầu cử ở nước Mỹ. Rõ ràng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, đúng không? Người ta đã nêu lên những cái bằng chứng là có cái sự can thiệp của Nga vào trong quá trình bầu cử. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump đã tìm mọi cách để có thể phớt lờ câu chuyện này đi. Thì bây giờ Đảng Dân Chủ tôi nghĩ là họ có thể sẽ gợi lại vấn đề đó, đúng không? Thế rồi thì cái chuyện nữa tôi nghĩ rằng đấy chính là cái việc làm ăn của Tổng thống Donald Trump với lại cái giới kinh doanh ở Nga vẫn là vấn đề. Họ nói là dường như có một cái mối quan hệ nào đó rất là không bình thường giữa Tổng thống Donald Trump với lại các cái nhà kinh doanh của Nga. Và vì vậy thì có thể là cái quan hệ với Nga trong thời gian tới cũng sẽ là khó khăn, tôi nghĩ là như vậy. Thế còn với Bắc Triều Tiên thì ở đây thì rõ ràng rằng Đảng Dân Chủ cũng không ủng hộ một cái đường lối của Tổng thống Donald Trump. Người ta cho rằng là ông ta quá ư là nhũn nhặn với Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên, đúng không? Người ta lo rằng là Tổng thống Donald Trump có thể gọi là dung hòa nhiều quá, hay là trao nhiều cái lợi ích quá cho Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên mà quên đi mất những lợi ích của các nước đồng minh, ví dụ như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Đấy là điều mà chắc chắn Đảng Dân Chủ khi nắm cái quyền kiểm soát ở Hạ viện họ sẽ nêu ra những vấn đề đó. Nhưng mà tuy nhiên như đã nói rồi thì Tổng thống Donald Trump vẫn là cái người mà rất là kiên định trong các cái đường lối của mình, mà vẫn bảo vệ
cái quan điểm của mình thông qua một cái lập luận, đấy là lợi ích của nước Mỹ. Vì vậy thì có thể nói chỗ này chỗ khác thì Đảng Dân Chủ chắc chắn, mặc dù kiểm soát thương mại nhưng chắc chắn cũng phải dung hòa với Tổng thống Donald Trump. Dạ vâng, còn về cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, liệu những cái diễn biến sắp tới của cuộc chiến này có chịu ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử không ạ? Cá nhân tôi không nhìn thấy một cái sự nào có thể làm đảo ngược cái chính sách của Donald Trump đối với về thương mại cũng như là có thể là trên những lĩnh vực khác của Mỹ với Trung Quốc trong thời gian tới, và có thể có thể là mạnh mẽ hơn. Bởi vì như tôi nói đây là những cái giá trị của nước Mỹ, những cái gọi là người Mỹ rất quan tâm, đó là cái vị trí lãnh đạo, cái ưu thế của nước Mỹ trên thế giới. Nhiều người Mỹ, hầu hết người Mỹ đều ủng hộ cái chính sách đó của ông Donald Trump, cho nên là tôi không nhìn thấy một cái sự điều chỉnh nào trong cái chính sách của nước Mỹ với Trung Quốc nói chung, cũng như là chính sách thương mại đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cả. Còn ở phía ngược lại thì hai cường quốc là Nga và Trung Quốc, liệu sẽ có những cái điều chỉnh trong quan hệ với Hoa Kỳ dựa trên kết quả cuộc bầu cử này không ạ? Có vẻ dường như thì cũng có một cái sự gọi là quan tâm. Tôi nghĩ rằng đối với nước Nga thì người ta cũng bày tỏ cái gọi là sự dè dặt. Thực ra mà nói là xung quanh trước và trong cũng như là bây giờ khi nhận được cái kết quả bầu cử rồi thì nước Nga dường như là dè dặt đối với những cái thay đổi trong cái nền chính trị của Mỹ. Những vấn đề tồn tại trong quan hệ Nga-Mỹ ở đây thì chúng ta thấy thứ nhất là vấn đề về mặt gọi là an ninh. Đấy, thì ví dụ như việc mà Mỹ rút khỏi cái hiệp định gọi là tên lửa đạn đạo tầm trung, đúng không? Trong cái thời gian vừa qua ấy, đã tạo ra một cái có thể nói một cái sức ép rất là lớn đối với nước Nga, cáo buộc Nga là vi phạm những điều đó. Thì thực ra thì cái điều đó đã làm cho nước Nga có lẽ là phải lại tiếp tục phải cứng rắn hơn. Thực ra đây là cái lúc mà nước Nga lại có một cái điều kiện để thực hiện cái chính sách của mình. Trung Quốc cũng vậy, chẳng hạn như vậy. Thì như phân tích của tiến sĩ Cù Chí Lợi có thể nói rằng là cái việc mà Mỹ vẫn tiếp tục cái chính sách gọi là chống Trung Quốc, hay là vẫn thực hiện cái đường lối rất là cứng rắn đối với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho tới an ninh quốc phòng, thì cũng làm cho Trung Quốc có thể nói là phải đề phòng hơn. Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ đề phòng hơn, sẽ cảnh giác hơn. Thực ra thì thời gian vừa qua đúng là nước Mỹ đã thể hiện cái thế thượng phong, có thể nói là thể hiện cái chính sách vô cùng quyết đoán trong quan hệ với Trung Quốc, và Trung Quốc cảm thấy cũng có lo lắng và thấy cái tác động rất là mạnh mẽ. Dạ vâng, thưa tiến sĩ Củ Chí Lợi ạ, theo ông liệu Tổng thống Trump sẽ có sự thay đổi về chính sách trong các cái vấn đề cụ thể nào để thích nghi với cái cục diện chính trị mới này của nước Mỹ ạ? Tôi nghĩ rằng là mặc dù là Đảng Dân Chủ đã kiểm soát Hạ viện, nhưng mà cán cân quyền lực ở nước Mỹ hiện nay vẫn nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Bởi vì Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng viện, Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát ngành hành pháp, và đặc biệt là Thượng viện có cái vai trò cũng rất là quan trọng trong một số lĩnh vực rất là lớn. Thí dụ bổ nhiệm các cái nhân sự cao cấp, rồi các cái chính sách đối ngoại v.v. Tôi nghĩ rằng là về cơ bản cái cán cân quyền lực về mặt chính trị của nước Mỹ vẫn đang nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà việc Đảng Dân Chủ đã kiểm soát Hạ viện thì họ có thể có những cái chi phối trở lại đối với chính sách của ông Donald Trump. Những cái gì có thể thay đổi trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là theo tôi thì có thể là có những cái điều chỉnh trong cái chính sách đối nội là chủ yếu. Đó là những chính sách về an sinh xã hội, đó là chính sách về nhập cư, có thể là những vấn đề về mặt xã hội khác. Thì tôi nghĩ đó là những lĩnh vực mà cái ưu tiên của Đảng Dân Chủ lên thì họ chắc chắn họ sẽ có những tiếng nói về những cái vấn đề đó. Chính trị là một vấn đề thỏa hiệp, cho nên là ông Donald Trump cũng phải cân nhắc đến xem người Dân Chủ họ đang nghĩ cái gì, họ đang muốn cái gì, rồi cũng sức mạnh của Đảng Dân Chủ là cái gì. Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện cũng nghĩa là kiểm soát về ngân sách, về tất cả các hoạt động. Ông Donald Trump muốn triển khai chính sách của mình thì phải có ngân sách. Ngân sách mà muốn được thông qua là Hạ viện đóng một vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà tôi cho là điều chỉnh đầu tiên, tôi nghĩ là ông Donald Trump cũng phải cân nhắc xem là những chính sách nhập cư của mình, hay là những chính sách về an sinh của mình nó có quá cực đoan hay không, liệu có được Đảng Dân Chủ có ủng hộ hay không. Thì tôi nghĩ rằng là những chính sách đó ông Donald Trump cũng phải cân nhắc, phải mềm dẻo, cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Còn thì tôi nghĩ là chính sách đối ngoại thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản những người Dân Chủ và Cộng Hòa
về cơ bản cũng tương đối thống nhất với nhau về mục tiêu của nước Mỹ hiện nay, thì tôi không nhìn thấy cái những điều chỉnh lớn trong cái chính sách đối ngoại. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời về những nhận định vừa rồi ạ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, phát biểu trước cử tri ủng hộ thì bà Nancy Pelosi, người đứng đầu Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã khẳng định: "Cảm ơn các bạn, ngày mai sẽ là một ngày mới ở Mỹ, hãy ghi nhớ cảm xúc này." Không chỉ là những ngày sẽ có nhiều thay đổi trong nội bộ Hoa Kỳ, mà kết quả của cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ còn có thể tạo ra ảnh hưởng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có các chính sách đối ngoại có thể tạo ra những tác động toàn cầu. Phần bình luận trong chương trình Người Quan sát ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngày 7 tháng 11, Liên minh các lực lượng quân sự châu Âu sẵn sàng phản ứng trước các cuộc khủng hoảng ở gần biên giới châu lục đã được ra mắt tại Paris, Pháp với sự tham gia của 9 quốc gia gồm Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các thành viên hợp tác trên các lĩnh vực quy hoạch, phân tích khủng hoảng quân sự và nhân đạo mới, đưa ra các kế hoạch quân sự để giải quyết khủng hoảng. Sáng kiến do Pháp khởi xướng được cho là không mâu thuẫn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng phần nào phản ánh Hoa Kỳ bị cô lập hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết có khoảng 11.000 người tị nạn đang cư trú trên hai đảo Samos và Lesbos của Hy Lạp, gây ra tình trạng quá tải. Việc số người tị nạn cao gấp nhiều lần khả năng đáp ứng đang gây ra tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại các khu vực này khi những dịch vụ cơ bản như điện nước hoặc nhà vệ sinh đều không có. Nhiều người tị nạn phải dựng tạm lều bạt ở ven rừng, các nhà ở container và hàng cứu trợ đã được cung cấp thêm, trong khi chính phủ Hy Lạp cũng đã lên kế hoạch bổ sung chỗ ở tái định cư trên đất liền, nhưng vẫn cần các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để giảm căng thẳng trong khi mùa đông đang đến gần và số người tị nạn tiếp tục tăng lên. Nhật Bản đã chính thức khởi động hệ thống định vị toàn cầu GPS mới, bao gồm 4 vệ tinh Michibiki trong quỹ đạo quanh trái đất. Trong các vệ tinh này, luôn có ít nhất một vệ tinh bay ở phía trên Nhật Bản, truyền tín hiệu từ góc tránh được cản trở của nhà cao tầng. Những thiết bị có thể nhận các tín hiệu này như điện thoại thông minh và hệ thống dẫn đường cho xe ô tô sẽ có thể định vị ổn định và chính xác hơn. Các vệ tinh Michibiki cũng sẽ phát tín hiệu theo dõi đặc biệt, có khả năng giảm sai số từ 10 mét xuống còn vài cm.